Chào các bạn, đây là video mở màn của Ethiboy, một giải đấu vô cùng danh giá dành cho các đại sư hàng đầu của Trung Quốc. Chẳng vậy mà ngay tên của nó cũng rất là hoành tráng, giải cờ tướng Trung Quốc tượng kỳ quốc thủ. Và năm 2018 này thì vẫn nhận được sự tài trợ của Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc cùng với tập đoàn Y Thái Nội Mông Cổ. Về thể thức thi đấu thì giải chia làm hai bảng, đấu vòng tròn một lượt, hai kỳ thủ đứng đầu các bảng đấu chéo để mà tranh bán kết và thắng bán kết sẽ vào để tranh chung kết. Và nếu hòa cờ chậm thì sẽ đánh cờ nhanh cho đến khi nào phân thắng bại mới thôi. Còn giải thưởng thì vẫn rất là hấp dẫn, khi mà quán quân lên tới 18 vạn tệ, tương đương với cỡ khoảng 630 triệu Việt Nam đồng. Còn Á quân, Quý quân và Điện quân lần lượt là 10, 5 và 3 vạn tệ, các vị trí còn lại là 1,5 vạn tệ. Về danh sách thi đấu gồm có Vương Thứ Nhất, Trịnh Duy Đồng, Hồng Trí, Triệu Mâm, Tưởng Xuyên, Triệu Quốc Vinh, Uông Dương, Hắc Kế Siêu, Úy Cường và Túc Thiếu Phong. Hai cái tên cuối này đại diện cho Nội Mông ứng với cái sự đặc cách của nhà tài trợ. Và vận đấu đầu tiên mà kênh sẽ tường thuật là giữa Triệu Quốc Vinh và Hắc Kế Siêu. Trong cái giải này thì Triệu Quốc Vinh đã là một lão tướng duy nhất. Chúng ta hãy xem liệu rằng kinh nghiệm và sự lão luyện có vượt qua được sức trẻ của Hắc hay không. Trong đó thì Triệu được cầm tiên và Hắc phải thủ hậu. Diễn biến cụ thể sẽ như sau. Triệu ra quân là khởi mã cục. Lúc này Hắc Kế Siêu dùng sốt tấn 1 để kiềm chế. Thì Triệu bình pháo vừa phục là hình thành thế cuộc tam bộ hồ bằng nước là bình xe. Lúc này thì Hắc phi mã. Và sau khi Triệu bình xe thì cũng xe 1 bình 2. Và Triệu dùng chốt 7 tấn 1 thì Hắc Kế Siêu lựa chọn một cái bố cuộc dẫn đến cái sự đối công rất quyết liệt. Chính là pháo 8 tấn 4 để đe lấy quân chốt 7. Cái điều đáng nói ở đây là một cái sự chủ động trong cái lựa chọn bố cuộc của Hắc Kế Siêu. Tại vì nếu như pháo 2 tấn 4 cũng là một cái biến đi khai quân bài bản, nhưng mà chắc chắn lúc này quyền lựa chọn là thuộc về Triệu Quốc Vinh. Hoặc là phi mã lên, chắc chắn lúc đó bên đen sẽ hình thành bố cuộc là song pháo qua hà bằng nước là tiếp tục pháo 8 tấn 4. Còn nếu như chủ động không cho cái thế trận này diễn ra thì Triệu Quốc Vinh hoàn toàn có thể để im bất động mã mà lập tức dùng pháo 2 tấn 2 và sau đó kích đổi chốt 3. Thì trận lúc này vẫn có một cái sức bật tương đối lớn và nước tiền thủ vẫn không hề bị kém đi. Còn tiếp theo thì Triệu Quốc Vinh khởi mã. Lúc này thì Hắc Kế Siêu tấn pháo. Một cái đặc điểm lớn nhất của thế trận này đó là bên đen tốc độ xuất quân rất là nhanh, đặc biệt là đôi pháo tính cơ động rất cao, mà tâm điểm cuộc chiến lúc này là rơi hẳn vào cánh trái của bên đỏ. Nhưng mà cũng có một cái giá phải trả, đó là toàn bộ cánh trái đang còn rất là ứ động, đặc biệt là tại vì đôi pháo đã tấn lên cho nên đôi mã sẽ không còn căn nữa, và đây là điểm yếu bắt buộc Triệu Quốc Vinh sẽ phải khoét sâu. Nhưng mà tới đây thì Triệu Quốc Vinh đã phá cách một chút trong khai quân, lập tức dùng tượng 7 tấn 5 thì Hắc Kế Siêu bình pháo đến nổ chốt, lúc này xe bình ra. Và bắt buộc Hắc Kế Siêu phải tiếp tục giải phóng huynh trận ở cánh trái. Phi mã lên thì Triệu Quốc Vinh lại bình pháo để tranh suất là lộ xe trước, hoàn toàn có thể bù đắp với việc là xe 8 đang bị kiềm chế ở cánh trái này. Và lựa chọn của Hắc Kế Siêu là tượng 3 tấn 5 thì lập tức Triệu Quốc Vinh tấn xe để mà công thẳng vào quân mã lộ 7. Lúc này thì Hắc Kế Siêu lựa chọn cực kỳ chính xác là bình xe để kích đổi trước, buộc xe phải bình vào, rồi lúc này chỉ cần tấn xe 2. Tại vì đây là một cái cách giải quyết hình trận vô cùng êm đẹp. Trong hình cơ này, sau khi tấn xe lên bảo kê mã, tưởng chừng như là một nước thủ nhưng mà vẫn thủ sẵn một đòn khá hiểm ác là pháo 2 thoái 3 để đánh chết chủ lực, bắt buộc bên đỏ phải đối phó ngay và chỉ còn một cái lựa chọn là phải bình xe ra. Thì lúc này Hắc Kế Siêu tấn xe lên hà để sẵn sàng bảo kê mã. Lúc này thì Triệu Quốc Vinh bổ sĩ để cho Hắc Kế Siêu thực hiện được mưu đồ của mình, lập tức mã 7 tấn 6. Và Triệu Quốc Vinh bình xe. Lúc này sĩ 4 tấn 5 thì họ Triệu bèn nhảy mã. Hình trận thì khá là bão hòa, nhưng mà tư tưởng chiến thuật của đôi cao thủ dụng binh mới là điều đáng để chúng ta bàn cãi. Tại vì Hắc Kế Siêu lúc này đã thực hiện hoàn toàn thành công cái âm mưu của mình, đó chính là tấn xe lên cửa hà để bảo kê mã, một cái tác dụng rất lớn trong cái việc là chia cắt con xe lộ 4 này của bên đỏ. Và thứ hai nữa, bắt buộc Triệu Quốc Vinh chỉ còn một cách giải quyết duy nhất là phi mã lên, để mà vừa phục nước tiếp theo có thể là pháo chính bình 6 để chóc mã, hoặc là mã 4 tấn 6 để mời nổi ngang quân. Thì lúc đó chắc chắn là hình trận sẽ dễ chơi và thông thoáng hơn rất là nhiều. Nhưng mà những điều này đều nằm trọn vẹn trong cái tính toán từ trước của Hắc Kế Siêu. Anh chỉ cần một bước, xe 2 bình 4 để kích đổi chủ lực. Triệu không còn cách nào khác cả, buộc phải đổi chủ lực trong nối tiếp. Lúc này tướng bình ra. Tại vì tự dưng đã tạo ra một cái nguy cơ cho chính trận địa của bên đỏ. Lúc này toàn bộ quân lực đã bão hòa, di chuyển quân nào thì cũng không phải là ý kiến hay. Trong hình cơ này thì Triệu Quốc Vinh lựa chọn là pháo thoái 1. Lúc này thì lợi dụng vào điểm yếu của con xe, cho nên Hắc Kế Siêu thoái pháo để đánh nó trước, buộc nó phải rơi vào cái trạng thái xấu hơn. Rồi lúc này quăng mã tới.
Đây là một cái nước đi cực kỳ đơn giản nhưng mà vô cùng gợi mở. Cho anh cơ này chỉ cần phục một bước nữa là mã 4 tấn 2. Bắt buộc pháo phải khép vào sát tường, rồi lúc này quăng mã tới, hoàn toàn có thể xem xét đến thế trận là cầm pháo hoặc là bình xe qua để trợ công. Hình trận của bên đỏ vẫn rất là nguy hiểm. Và cho anh cơ này thì Triệu Quốc Vinh đối phó bằng phương án là bình pháo để chiếu trước. Sau khi tưởng bình vào thì lập tức tấn pháo lên để ngăn cản, trọn vẹn cả đôi đường, vừa ngăn không cho nó có cơ hội là đổ chủ lực cũng như là tấn vào cái vị trí ngọa tàu ở đây. Nhưng mà rõ ràng chống đông thì hở tây, lúc này đen thừa cơ hội để tràn chốt bao qua sông. Và đây là một hình cờ khá đau khổ dành cho trận địa của bên đỏ. Quân lực thì còn rõ nhiều nhưng mà toàn bộ đã rơi vào trạng thái hoàn toàn bão hòa, cho nên rất khó để mà di chuyển. Cho hình cờ này chỉ còn đúng một quân linh động duy nhất, đó là con xe phía trên, hoặc là như cái biến đi mà Triệu Quốc Vinh đã đưa ra, bình pháo để nhòm tượng. Đây cũng là một cái biến đi duy nhất có thể giải phóng hình trận. Lúc này Hắc Kế Siêu phi tượng lên biên thì lại quăng mã tới. Chúng ta có thể thấy chỉ với một cái sai lầm cực kỳ đơn giản của Triệu Quốc Vinh ngay tại cái giai đoạn tiền trung cuộc đã khiến cho trận hình của bên mình rơi vào một cái trận địa tuyệt vọng. Cho hình cờ này phi mã lên là một cái lối giải phóng cũng như là cái lộ định hướng duy nhất thì bị Hắc Kế Siêu lập tức bè đòn, dùng pháo bình qua để chém mã, buộc pháo phải tấn lên. Hình trận vốn đã xấu lúc này trở nên xấu đau xấu đớn hơn bao giờ hết. Và cho hình cờ này thì không gì ngăn cản được Hắc Kế Siêu thi triển đòn tiếp theo, chính là bình pháo. Hắc Kế Siêu đã lợi dụng rất là chính xác địa hình địa lợi để mà tìm ra phương án hiệu quả nhất trong cái đường hướng tấn công. Tại vì cánh trái khá mong yếu là thứ nhất, thêm vào đó nữa là con xe lộ 4 đầy vô duyên này thì không thể nào quay về thoái thủ. Và tiếp vào đó thì mã 7 không thể nào tầm 6 để đạp lấy quân mã, tại vì thứ nhất là pháo sẽ nổ vào trung chốt, lúc này còn đang đe dọa là tầm chốt 1 để chốc pháo vừa giữ lấy trung pháo ở đây. Cho dù bên Triệu có 3 đầu 6 tay cũng không thể nào ngăn được thế sát như múa bổ là tứ tử đồng biên, bằng nước là xe 8 bình 2. Cho nên đành phải ngậm ngùi, còn nước thì còn tát, vớt vát bằng cách là chuộc lại lỗi lầm, thoái xe. Thế lúc này Hắc Kế Siêu phi mã để mà lên công. Và lúc này thì cuộc thế đã như đỉnh sẵn, chỉ với một cái nước đi này cũng đủ để cột cứng toàn bộ quân lực của họ Triệu. Và Triệu chỉ còn đúng một quân linh động, chính là pháo bình qua ăn chốt. Thế lúc này chốt chỉ cần tấn lên, mời đổi ngang chủ lực, bắt buộc pháo phải bình qua, còn nếu không thì sẽ thiệt ngay. Và Hắc Kế Siêu mã 4 tấn 2. Có thể nói đây là một cái bài học đắt giá cho Triệu Quốc Vinh trong cái trận địa này. Tại vì chỉ với một cái sai lầm ngớ ngẩn, những cái chiêu thức vô cùng đơn giản được Hắc Kế Siêu tung ra, nhưng mà cũng đã khiến cho trận địa của ông tan nát hơn cả. Trong cơ này, sau khi mã ngọa tàu đang còn đe dọa để sát, và thứ hai nữa chốt đang còn đe mã, và chẳng có một cách đi nào có thể toàn vẹn giúp bên Triệu đối phó có cơn hiểm nguy cả. Và trong một giây phút bấn loạn thì ông thoái mã. Lúc này thì Hắc Kế Siêu chỉ cần phi mã lên thì ông đành chấp nhận để mà buông quân. Tại vì nếu như bình thường hoặc là phi mã lên thì xe 8 chỉ cần bình 4 và sau đó chỉ cần xuất tướng trợ công cũng đủ để lấy mạng chủ lực, và thế công vẫn tồn tại như trẻ tre. Cho nên xin thua trước cũng là thưởng sách vậy. Vừa rồi là cái trận đầu tiên trong cái giải Y Thái Bôi năm 2018 mà kênh đã chọn ra để tường thuật. Và để sớm cổ vũ Cửa Tướng Đam Mê sẽ sớm ra cái tập tiếp theo thì các bạn đừng quên like, đăng ký cũng như là chia sẻ để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.